Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Kể từ sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, khi nền dân chủ văn minh của miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, hơn 20 triệu người dân miền Nam vào thời đó phải trải qua nạn đói khổ, nghèo nàn, lạc hậu. Và nhất là tự do quyền làm người không được chấp nhận bởi chế độ cộng sản đương thời. Thế là hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Có người may mắn để được bến bờ tự do. Và biết bao nhiêu đồng bào thuyền nhân, bộ nhân Việt Nam đã bỏ nước ra đi mà không bao giờ đến. Họ chết trên hoang đảo giữa biển sâu trong rừng vặn. Hàng trăm ngàn thuyền nhân bộ nhân bị lệnh cộng sản, bị hải tặc, bị thổ phỉ tấn công, bị cuồng phong đại dương nhận chìm. Không ai có thể thống kê đầy đủ về con số người vượt biên đã bị mất tích. Họ là những chứng nhân nghiệt ngã của đất nước trong một thời kỳ đen tối nhất. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện nói về những người Việt chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do sau ngày Liên Hợp Quốc áp dụng chính sách thanh lọc. Hồng Kông áp dụng ngày 16 tháng 6 năm 1988, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân áp dụng ngày 14 tháng 3 năm 1989, Indonesia áp dụng ngày 17 tháng 3 năm 1989. Những thuyền nhân đến các nước trên sau ngày áp dụng chính sách thanh lọc của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì họ phải trải qua cuộc thanh lọc hà khắc. Người đầu thanh lọc thì được đi định cư tại các nước tư bản văn minh. Người rớt thanh lọc thì bị cưỡng bức hoặc tự nguyện về lại với Cộng sản Việt Nam. Cảnh chia tay người đi kẻ về, người vui kẻ buồn. Và kết thúc chương trình thuyền nhân, các trại tị nạn Đông Nam Á đóng cửa vào năm 1996. Câu chuyện cũng nói lên đôi tình nhân, con của hai cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đang ở trong tù cải tạo của Cộng sản. Họ yêu thương nhau, từ Việt Nam dẫn đi vượt biên qua Phi Lục Tân. Người con trai đầu được thanh lọc và đi định cư tại Hoa Kỳ. Người con gái thì được thanh lọc và ở lại Phi Lục Tân. Câu chuyện có tiêu đề Niềm Đau Ơi Ngủ Quên, tác giả Triều Phong. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Trong lịch sử vượt biển của thuyền nhân Việt Nam tới trại tị nạn Palawan Phi Lục Tân, có lẽ tàu của tôi là lớn và đông người nhất, bởi tàu của tôi dài tới 19 mét, chở 246 người gồm đủ nam phụ lão ẩu, tấp vào đảo Enido vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, tức là sau ngày Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc áp dụng chính sách thanh lọc ở Phi Lục Tân, khiến cho đảo này trở nên nhộn nhịp ồn ào suốt ngày đêm trong khoảng thời gian chúng tôi lưu tại đây. Vì vậy chúng tôi được gọi là nhóm Group 246 El Nido. Tôi còn nhớ ngày ấy, nhưng chúng và chính quyền trên đảo đã hoảng hồn khi đưa cào cào ra để đón chúng tôi vào bờ. Vì số người cứ liên tục từ các hầm tàu chui lên mãi, khiến họ vô cùng vất vả để vận chuyển. Do người quá đông nên Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, thường được gọi tắt là UNHCR, The United Nations High Commissioner for Refugees, đã phối hợp với chính quyền địa phương cho chúng tôi ở tạm trong một ngôi trường tiểu học. Và họ rất khó khăn để đến chính xác con số thuyền nhân của tàu, vì người ta cứ đi lung tung không thể nào kiểm soát được. Đầu tiên họ tổng kết có 258 người cả thảy. Dần dà con số này tụt xuống từ từ cho đến cuối cùng là còn lại 247 người.
Lúc đó ai cũng tưởng thế là xong, nên yên chỉ là tàu mình chở từng người ấy. Nhưng khi về trại tị nạn PFAC, The Philippines Food Asylum Camp, sau cả tháng trời làm giấy tờ, làm ID, thì mọi người mới thể ngựa ra là chỉ có 246 mà thôi. Bởi chỉ tới khi cao ủy cho nhân viên ban an ninh đi lùng sục tìm một người bị mất tích thì mới phát giác ra anh Nguyễn Văn Dầu có thêm một tên thứ hai nữa là Trần Văn Sang. Anh bảo anh khai để được lãnh hai phần lương thực cho chắc ăn. El Nido là một đảo lớn đẹp nằm cách thủ đô Porto Princesa của Palawan 238 cây số, tức khoảng 148 dặm về hướng đông bắc. Với hai mùa mưa nặng rõ rệt, người dân ở đây hiền hòa hiểu khách, có một đời sống thanh bình, đa số theo nông nghiệp, ngư nghiệp và du lịch. Họ đã giúp đỡ tiếp đón người tị nạn chúng tôi hết sức niềm nở và chân tình cho đến ngày chúng tôi rời đi. Ngày đầu tiên đến trại, chúng tôi được đưa vào ba rắc. Đây là những ngày chật vật khốn khổ về vấn đề vệ sinh và ăn ngủ do số người quá đông. Mỗi lần cần xài nhà cầu là cả một cực hình với tôi, vì phân và nước tiểu đã tràn đầy ra tới bên ngoài, không thể bước vào trong được. Sáng sớm một hôm, tôi thấy một người đàn ông Tây Phương dựng theo một đoàn an ninh Việt Nam vô barrack đi thẳng tới nhà cầu. Ông ta mở khoang cạnh cửa cho mùi hôi thối xông lên, và rồi mùi bay loạn xạ ra ngoài. Đưa tay chỉ vào đó, ông ta hét la dữ dội. Rồi tôi thấy mấy người an ninh đi ra diện múc nước vào cùng ông ta rửa dọn nhà cầu. Thời đó tiếng Anh tôi chỉ biết bập bẹ nên chẳng hiểu ông ta nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ giận dữ của ông ta tôi vô cùng xấu hổ cho sự ăn ở kém văn minh và thiếu ý thức của người Việt mình. Tuy nhiên suy cho cùng thì barrack nhỏ so với số người quá đông như vậy, và là giữ người ta quá lâu nên vấn đề vệ sinh là chuyện không tránh khỏi mà thôi. Lúc đó do tin động cửa đảo trong vùng Đông Nam Á khiến ai cũng cố gắng tìm cách vượt biển lần cuối cùng hơn nữa. Chính phủ Việt Nam biết rằng rồi họ ra đi sẽ bị trả về dù có tới được các đảo, nên chẳng thèm chừng bắt chi nữa. Đó là hai nguyên dân chính làm cho dân số vượt biên tới các đảo tị nạn Đông Nam Á đột ngột tăng vọt. Chỉ tính riêng trại PFAC không thôi, thời điểm ấy dân tị nạn trong trại đã hơn 10.000 người. Đó là con số kỷ lục chưa bao giờ có ở đây từ ngày thành lập trại tị nạn đến giờ. Sự quá tải này đưa đến nhiều vấn nạn khó khăn đau đầu cho cao ủy chính quyền sở tại lẫn người tị nạn. Nhưng dẫu sao tôi vẫn cảm kích hành động lo lắng cho dân tị nạn ấy của ông, nên lân la tìm hiểu thì mới biết đó là cao ủy trưởng của trại. Ông tên là Chan Top Christensen, người Đan Mạch. Đối với tôi, chờ đợi là một cực hình đến những ngày sống tại đây thật là dài và khủng khiếp. Lần này vì chỉ đi một mình nên dù mừng là đã thoát khỏi chế độ cộng sản, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã do nỗi cô đơn ngập tràn. Nhiều hôm tôi đứng lặng hàng giờ ngoài sân barrack trong một góc dưới bóng cây râm mát nào đó, và đưa mắt nhìn mọi người mọi vật một cách bỡ ngỡ đầy lạ lẫm. Cũng như quê tôi, nhà ở Phi cũng được lợp bằng lá dừa, trên gạt thì cửa sổ được trổ qua nóc nhà,
và cùng một cái que nhỏ để chậm lên khi thở. Trời mưa thì chỉ cần lấy cái chậm ra, hạ cửa xuống thì chỉ còn thấy một mái lá bằng phẳng, thật đơn giản. Group của tôi có một cặp trai gái lúc nào cũng cuộn quýt bên nhau, không rời nửa bước. Họ luôn nắm tay hoặc ôm nhau một cách tình tứ. Thỉnh thoảng họ đưa nhau vào chỗ vắng và hôn nhau nồng nàn say đậm. Người thanh niên trạc tuổi tôi, người con gái nhỏ hơn độ vài tuổi, cả hai đều đẹp tựa phan an tọng ngọc, thật là xứng đôi vừa lửa. Sau này tôi được biết người con trai tên Trung và cô gái là Hương, cả hai đều có cha là trung tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang bị giam giữ trong trại cải tạo ngoài Bắc của Việt Cộng. Họ quen nhau qua các chuyện đi thăm nuôi rồi yêu nhau. Hai gia đình sau đó đã định ước chuyện vợ chồng cho cả hai và quyết định cho họ đi vượt biên để mong đổi phần mà Việt Cộng gọi là ngụy. Thảo nào mà cả hai thương nhau là thế. Trong lúc đó thì tại cửa và trong ngoài hàng rào của barrack lúc nào cũng có người đứng ngồi trò chuyện rôm rả. Mỗi khi có tàu tấp vào đảo được đưa về đây thì bà con ở các khu phường kéo nhau để tìm thân nhân hay bạn bè rồi bỏ lạnh về ở chung nhà với mình. Từ đây mới có câu chuyện khôi hài được truyền miệng trong trại về việc bắt nhân đạo. Do có một số người phần lớn là thanh niên cũng hay la cà ở barrack mỗi khi có người tới rồi lừa những cô gái trẻ đẹp dễ thương để giúp đỡ bằng cách bằng lòng nhận họ về nhà mình. Người nào có nhà nhận về thì được bác kế hoặc chấp nhận ngay, còn không nếu để họ phân chia thì nhằm khi vào nhà quá đông hoặc quá phức tạp thì rất phiền, rất là khó sống. Sự giúp đỡ ban đầu lại có hậu ý lợi dụng về sau ấy khiến cho cụm từ lên barrack bắt nhân đạo bị hiểu theo một ý nghĩa không tốt từ đó. Suốt cả tuần trong barrack, cuối cùng chúng tôi được chia ra ngoài khu. Tôi với thằng Phân và cha con anh Quả được chia vào nhà 5 khu 8. Trước khi đi, mọi người nhận được một ít đồ trợ cấp xã hội do CADP, The Central Assistance for Displaced Persons, cấp phát. Mà lúc đó mọi người cứ tưởng là của cơ quan này, nhưng kỳ thực là của Cao ủy Liên Hợp Quốc chỉ thả công việc này cho văn phòng CADP giúp đỡ mà thôi. Vì danh sách theo họ nên tôi còn nhớ rõ hôm đó tôi cùng cô Trần Thị Đủ nhận được một số đồ cho hai người như một cái xô đỏ khoảng 5 tấc dài chừng 19 tấc, hai cái chén nhựa, hai bàn chải đánh răng và một cái kem đánh răng cô ghẹt màu đỏ, một đôi đũa tre và một cái khăn lông tẩm loài lợn và hai đôi dép nhật. Chị mang đồ một tuần là sạch sẹp và hỏng như tờ giấy. Hai anh em tôi dựng ra cây cổ thụ to lâu đời ở gần đó của khu 7 để phân chia. Vật dụng nào có hai thứ đều chia được dễ dàng. Duy có đôi đùa, khăn lông tẩm và cải xô thì không biết chia như thế nào. Ngày đó mới tấp đạm, mọi thứ đều cần đến thật là khó xử, đủ khả sinh. Người da trắng trẻo nọt nà, người cũng như tên gọi lại nghe đâu có họ hàng với chủ tàu, nên trong khi tôi còn lụng tụng thì đủ nhỏ nhẹ lên tiếng: "Em tịnh vầy anh xem được không nha? Thôi anh lại cái khăn, đôi đùa cho em xin cái xô, em sẽ đưa anh thêm 15 peso nữa được không?" Thực ra thì đủ đã tính toán trước rồi, thời ấy trong hoàn cảnh đó ai cũng cần cái số nhất là phụ nữ, vì cái số rất hữu dụng, dùng được cho mọi thứ.
Nghe đủ nói, tôi nghĩ thầm trong bụng, dạo gì người ta cũng là đàn bà con gái cần cái số đó hơn. Mình so đo và nhận tiền làm gì, dù lúc này tôi đang rất cần tiền. Tuy nhiên tôi chưa kịp mở lời thì lúc ấy, chủ Trần như bưng chúng group với chúng tôi đi ngang nghe thế liền ngừng lại bày vẻ trời ơi dễ ợt. Có gì mà tụi mày chia hoài không được vậy, để tao tỉnh cho. Này nhẹ, cái số dùng để múc nước cho hai đứa tắm. Tắm thì con đủ tắm trước, mày tắm sau. Khăn thì nó lau trước, mày lau sau. Đôi đùa hai đứa ăn chung, that's ok. Có gì mà lo quá. Phản xong một câu xanh dờn, ông cười ha hạ ra vẻ quả chỉ bỏ đi mất. Để lại đủ đỏ mặt như đu đủ chín cây trong thật dễ thương. Còn có sườn cận người nhất thời ủ ở chả biết làm sao. Nhưng rồi tôi cũng nhường đủ cái số mà không nhận thêm tiền. Từ đó cho đến cả ngày về sau đi đâu nếu chúng tôi đụng mặt nhau, đủ điều chào vui vẻ nhưng có phần thẹn thùng bẹn lẹt. Không tự nhiên hay đôi lúc đi nhận lương thực phẩm, gặp đủ thì nàng thường nhường cho tôi phần cả hay thịt của mình. Với lý do hết sức đơn giản là em không biết ăn cái này. Chữ kỳ thực ra thì đủ thuộc thành phần có tiền trong trại, còn tôi thì như mồ côi. Làm gì có tiền mà mua thực phẩm ngoài, tháng ngày lang thang trong trại đợi chờ thanh lập. Xác định tư cách tị nạn, thỉnh thoảng tôi gặp Trung và Hương. Chúng tôi hay gãi lại ngồi dưới cây me trước văn phòng cao ủy Tạng Ngầu và nghe ngóng tình hình tin tức thời sự nóng bỏng về chương trình thanh lọc. Vì nơi này lúc nào cũng tập trung đông đảo dân tị nạn, ôi thì thôi đủ thử tin gà, tin vịt hay tin đồn thổi được tung ra. Như cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa sẽ được thanh lập trước, con cựu quân nhân cũng được ưu tiên giúp đỡ, ai có giấy tờ bị đuổi đi vùng kinh tế mới hay bị đánh tư sản chắc chắn sẽ đầu và vân vân. Nghe riết rồi cũng bị khủng hoảng tinh thần và phạt mệt. Trước tình trạng quản nguy ngập của tiến trình thanh lập lúc ấy, ban đại diện nhiệm kỳ 29 của trại đã phối hợp với một số ban ngành đoàn thể lựa chọn một số người trí thức hoặc có khả năng để giúp đỡ các người không có kiến thức hay không hiểu biết thế nào là dân quyền căn bản mà Liên Hợp Quốc đã công nhận, thành lập ban hướng dẫn thanh lập để giúp đỡ đồng bào khai báo hồ sơ tiền thanh lập. Halloween năm 1989 lần đầu tiên được biết, được sẵn và được tham dự lễ hội hóa trang của thế giới tự do thật là vui. Tất cả các thiện nguyện viên từ ngoại quốc tới Việt Nam của mọi ban ngành đoàn thể đều giả quỷ ma, mặc những chiếc quần răng vền với khuôn mặt biện hóa dị dạng tham gia diễn hành hay tham dự buổi văn nghệ do cao ủy tổ chức. Tại sân khấu trung tâm vô cùng nhộn nhịp, ba thiện nguyện viên của cơ quan IOM, tức là The International Organization for Migration, là bác sĩ Sabine, người Bỉ, và bác sĩ Cory, người Phi, cùng cô Raco người Mỹ, thì hóa trang thành các thiên thần với trang phục thật lòng lạy, khiến cho lễ hội thêm phần hấp dẫn. Riêng nhà tôi, các anh em PA, tức là mấy người tới trước khi đảo động cửa, đương nhiên được quyền tị nạn, chỉ chờ các nước phương Tây phỏng vấn và đưa đi định cư, dù nghèo áo quần đã rách rưới cũng sẽ rách thêm cho tôi tạ để mặc vào rồi lôi tôi đi nghiêu ngao khắp trại. Thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy mấy em trai, những người nhỏ đơn hành kéo theo một đống xong nồi mà chúng khéo cột dính thành một chùm, còn tay thì cầm nắp đập vào nhau kêu loạn xoạng, vừa đi vừa hét trích cờ
ò trích với khuôn mặt trẻ đầy lo ngại, trông thật buồn cười trong cảnh rộn ràng tấp nập của ngày lễ. Tôi thấy Trung và Hương cũng có mặt khi tới sân khấu trung tâm, nhìn cả hai âu yếm đứng ôm lại nhau, tựa lưng vào cột bằng rổ để xem văn nghệ. Tôi thấy họ thật hạnh phúc làm sao. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe teacher Andrew của trường HTC, tức là The Holy Trinity College, ca bài Hello vô cùng xuất sắc. Phải công nhận rằng trong vùng châu Á thì có lẽ người phi ca nhạc Mỹ là hay nhất, bởi họ học tiếng Anh từ hồi ở tiểu học, nên hơn 95% người phi đều biết tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh để giao thiệp với ngoại quốc. Bất cứ đâu, sống trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn không quên được ngày tháng đó. Và quả thực đó là khoảng thời gian vui đẹp nhất của quãng đời tị nạn. Thu tàn lạ vàng lặng lẽ rơi, đông tới trời se sắc lạnh, mới đó mà đã hết năm. Để bớt buồn và đỡ phải suy nghĩ lo âu ngoài giờ học Anh văn chánh thức, tôi còn học dự thính các lớp. Kể cả phải đứng ngoài vỉa hè, tôi cũng vào cả các lớp HTC, tuy nhiên không được nhận, vì lúc ấy HTC chỉ dành cho người nhỏ mà thôi. Nhưng tôi không có khiếu sinh ngữ hay sao ấy, vì học nhiều mà vẫn dở. Tôi nhớ có mấy em nhỏ group, tôi thấy ngày tấp đạo không biết một chữ tiếng Anh, nhưng chỉ sau 3 năm học đã có đứa làm thông dịch cho văn phòng cao ủy. Rõ ràng là cây được trồng trên đất tốt sẽ tăng trưởng nhanh, người sống ở môi trường thuận lợi sẽ dễ dàng phát triển tài năng hơn. Lúc này tôi không có tiền ngoài cuộn tập được CADP phát cho vào đầu khóa học. Tôi thường lượm các tờ giấy trắng còn dùng được của anh em trong nhà đọng lại từng sấp để viết. Quần dài thì chỉ có hai cái của người ta đi định cư bỏ lại. Tôi lại lại mặc đại để đi học, ảo thì nhiều hơn bởi mặc chung với anh em trong nhà. Chỉ có một cái khổ là dẹp thì không có dư, và cũng chẳng mượn được ai vì ai cũng cần mang. Đường xã bên trại thì lợp chợt đã do sự đạo mà dẹp của tôi lại mòn và mọc lên mỗi khi đi, rất là đau chân. Ngày lại ngày qua chỉ có một lon cà hộp nhỏ cho hai người mới đu đủ, rau muống với một ít thịt heo mà mỡ nhiều hơn thịt. Hôm nào lạnh phải thịt heo nọc thì kể như đành ăn cơm với nước mặn vậy. Bởi thịt heo nọc rất hôi khi nấu lên, hay có bữa cầm cái cạnh gà bẻ bằng hai ngón tay mà ngán ngẩm, nhưng vẫn chờ đợi và hy vọng, rồi điều không mong đợi đến cũng đã đến. Và đó là bất hạnh đầu tiên không chỉ riêng tôi mà cả đa số đồng bào trong trại, vì tôi đã bị đả. Sau khi được phỏng vấn thanh lọc để xác định tư cách tị nạn, chừng 6 tháng sau, người lãnh cứ bắt đầu nhận kết quả việc bạc đơn tị nạn hàng loạt mà mọi người nôm na là bị đả, khiến cho chuyện nhận kết quả trở thành nỗi ám ảnh hại hùng của trại. Sự ban phát quyền tị nạn tùy tiện, hiểu biết sai lệch hoặc hạn chế về chế độ cộng sản ở Việt Nam của phỏng vấn viên nước sở tại, khiến cho chuyện thanh lọc người tị nạn trở nên bi hài, không có tiêu chuẩn hay thước đo nào nói lên được chuẩn mực của vấn đề thanh lọc. Kẻ đầu người rớt, có ai nói được mình tài giỏi hơn ai? Tuy thế mặc cảm bị đả, làm cho lòng người tủi hổ cảm thấy thua thiệt hay ngu dốt là điều không tránh khỏi. Nhiều người quá sợ hãi sẽ bị trả về Việt Nam đã trở nên khùng điên. Trại bắt đầu xuất hiện vô số kẻ bị tâm thần, ngày tối cứ lang thang như người điên, hết dạo công viên đến bãi biển,
Ngày phát kết quả thanh lọc được gọi là ngày xổ số, ai đậu được vị như trúng số, vì cho đó là sự hên xui. Nói thế để thấy cái The Comprehensive Plan of Action, tức là CPA, chương trình thanh lọc toàn diện này có thiếu sót và bất công đến cỡ nào. Đấy là chưa nói tới cả tỉnh của các phỏng vấn viên hay cảm xúc buồn vui từng ngày của họ nữa, hoặc trường hợp của vô số cựu quân nhân bị đá te tua bởi bà phỏng vấn viên Tino chẳng hạn. Những ngày đầu tới trại chuẩn bị cho việc phỏng vấn, bà có tiếp xúc với một số thiền nguyện viên người Việt ở văn phòng cao ủy. Đa số các thiền nguyện viên này là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và bà tỏ ra rất có cảm tình với họ. Vì theo lời bà nói thì chồng bà cũng là cựu quân nhân. Thế là họ sắp xếp hồ sơ để cả ông cựu quân nhân được bà Tino phỏng vấn, với hy vọng bà dễ dàng thông cảm cho hoàn cảnh người lĩnh. Thì vấn đề thanh lọc có nhiều cơ may hơn, nhưng khi kết quả sổ ra thì hầu hết đều bị bác quyền tị nạn. Mọi người khi ấy mới tạ hỏa tâm tinh và tìm hiểu thì biết rằng bà vừa bị chồng ly dị, từ đó bà thù hận mấy ông cựu quân nhân. Chuyện chồng bà là cựu quân nhân chỉ là một cái bẫy bà dán ra để rửa mối căm hận, dù là mấy người cựu quân nhân Việt Nam này chẳng dính dáng gì đến chồng bà là cựu quân nhân cả. Từ đó danh từ sát thủ Tino với cụ đã liên hoàn ra đời ở PSAC thật là oan uổng. Và chuyện tổng tình tổng tiền của nhân viên di trú nước sở tại với người lãnh cư, rồi chuyện giữa Nako Obi, cô gái người Nhật tốt nghiệp luật khoa ở Đại học Cambridge, thay thế cho Chan Todd Christensen làm cao ủy trưởng thời thanh lập, đã xung đột dữ dội với các nhân viên di trú sở tại trong việc cấp phát quyền tị nạn cho người lãnh cư nữa. Vì cao ủy có đưa ra một chỉ tiêu ban đầu là cấp chừng 10% quyền tị nạn trên tổng số người, nhưng khi thấy các nhân viên di trú ban phạt nhiều quá, cô Nao Khô phạt đội tìm cách chặn lại. Vì có trường hợp bị nghi ngờ, cô gọi lên văn phòng và đích thân tìm hiểu phỏng vấn lại. Việc này đã chạm từ ải danh dự quốc gia của Philippines, và theo CBA thì thanh lập và cấp quyền tị nạn được ủy thác cho nước chủ nhà. Cao ủy chỉ giữ vai trò giám sát và có 1% mandate cho những trường hợp nào sẽ thấy oan ức sai sót mà thôi. Do đó hành động của cô Nao Khô khiến cho người Phi không chấp nhận được, nên để phản đối việc cô Nao Khô phỏng vấn lại và hủy bỏ sự công nhận quyền tị nạn của họ đối với người lãnh cư, họ đã hè nhau cho tị nạn cả một tàu mà họ vừa phỏng vấn đâu cũng cỡ gần 40 người, mà lâu quá tôi không còn nhớ là group nào. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. We'll be right back.